Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 h 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị, thưa các bạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phong tỏa bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phong tỏa toàn bộ bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa tại địa chỉ số 302 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa kể từ 14 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Giám đốc bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp bắt buộc phòng chống, ngăn chặn lây nhiễm bệnh truyền nhiễm trong khu vực bệnh viện. Duy trì các hoạt động khám chữa bệnh cho bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện, yêu cầu toàn bộ cán bộ công chức, người lao động, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và các cá nhân tổ chức có liên quan trong khu vực bệnh viện có trách nhiệm chấp hành các biện pháp phong tỏa theo quy định. Sở y tế chỉ đạo bệnh viện tiếp tục ra soát việc thực hiện cách ly, điều trị, chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, cho việc tiếp nhận điều trị người bệnh tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa. Phối hợp với cơ quan chức năng, tăng cường các hoạt động kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch bệnh tại bệnh viện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh. Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Sầm Sơn cho biết, hơn 4.700 test nhanh tầm soát COVID-19 tại thành phố Sầm Sơn đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Liên quan đến ca mắc COVID-19 được phát hiện trong cộng đồng tại phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, Đến nay, lực lượng chức năng đã xác định được các điểm dịch tễ, mốc dịch tễ có nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Để sàng lọc bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, Trung tâm Y tế thành phố Sầm Sơn đã phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan thực hiện test nhanh cho 4.729 trường hợp tại các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19. Trong đó có 3.600 cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh của 5 trường học có F1, F2 và hơn 1.129 người dân ở khu vực liên quan đến điểm dịch tễ của bệnh nhân tại các phường Bắc Sơn, Trường Sơn và các xã Quảng Minh, Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn. Tất cả các test nhanh đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Kể từ 0 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2021, thành phố Thanh Hóa dừng thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong 13 ngày thực hiện giãn cách, đa số người dân thành phố đã chấp hành nghiêm các quy định theo chỉ thị số 16. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận người dân chưa nghiêm túc thực hiện. Trong thời gian giãn cách xã hội, 34 phường xã trên địa bàn thành phố đã thành lập 200 tổ công tác gồm 800 người làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát và tuần tra lưu động. Các chốt kiểm soát ở từng phường xã đã tăng cường kiểm tra nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là các trường hợp ra đường không có lý do chính đáng. Theo thống kê của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thanh Hóa, từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9, lực lượng chức năng của 34 phường xã đã xử phạt 2.553 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Tổng số tiền xử phạt là 2 tỷ 669 triệu đồng. Sau 13 ngày thực hiện giãn cách xã hội bắt đầu từ 0 giờ hôm nay 15 tháng 9, thành phố Thanh Hóa trở lại với nhịp sống bình thường mới sớm hơn một, một ngày so với quy định. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tiêu dùng trên địa bàn thành phố cũng bắt đầu mở cửa trở lại, tuy nhiên chỉ bán mang về hoặc nhận đặt và bán hàng qua mạng. Theo ghi nhận, ngày đầu thành phố Thanh Hóa trở lại trạng thái bình thường mới sau giãn cách xã hội, nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống vẫn chưa mở bán trở lại, Nguyên nhân là các cửa hàng cần nhiều thời gian để chuẩn bị cho việc mở cửa phục vụ khách hàng. Bên cạnh đó, nhiều chủ cửa hàng vẫn đang rất thận trọng trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh. Ngoài ra, tại các chợ, siêu thị và cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố, hàng hóa đang rất dồi dào, luôn đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Trong cái thời gian tới thì thành phố sẽ tiếp tục tục duy trì các cái tổ kiểm tra về chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên toàn địa bàn thành phố và sẽ hướng dẫn cụ thể các cái loại hình như chợ, siêu thị, trung tâm thương mại bán hàng trên địa bàn thành phố thì vẫn phải đảm bảo cái quy định về sản xuất kinh doanh cũng như là phòng chống dịch trên toàn địa bàn thành phố. Có các đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố sẽ thực hiện kiểm tra giám sát tránh cái việc tăng giá rồi là hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố cũng vừa ban hành văn bản áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, trong đó quy định các hoạt động kinh doanh dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, quán ăn sáng, quán cà phê, đồ uống giải khát chỉ được bán hàng mang về, mang đi. Nghiêm cấm các hộ cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố sử dụng vỉa hè, lòng đường, không gian công cộng để kinh doanh. Cấm các hoạt động kinh doanh tại chợ cóc, chợ tạm. Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết, bắt buộc phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn để phòng chống dịch bệnh. Hôm qua 14 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra làm rõ và bắt giữ 11 đối tượng dùng hung khí nguy hiểm đuổi đánh, chém nhau, gây rối trật tự công cộng trên các tuyến đường của thành phố Thanh Hóa là một người tử vong. Theo báo cáo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 13 tháng 9, do mâu thuẫn bột phát, nhóm đối tượng gồm Nguyễn Tùng Dương, sinh năm 2004, trú tại 90 Trịnh Khả, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, cùng 10 đối tượng khác đã mang theo dao, vỏ chai bia, đi xe máy đuổi đánh nhau với nhóm của NDA, sinh năm 1997, ở số nhà 8 trên 51 phố Trần Xuân Soạn, phường Đông Thọ và T. Quy Dê, sinh năm 2003 ở phố Nguyễn Trung Trực, phường Tân Sơn, trên các tuyến đường từ Hạc Thành đến đoạn cầu Hạc, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa. Quá trình đuổi đánh, đối tượng Nguyễn Tùng Dương đã sử dụng dao nhọn dài khoảng 50 cm phóng trúng đầu NDA, khiến người này tử vong trên đường đi cấp cứu. Trước sự việc trên, giám đốc và thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự tích cực điều tra làm rõ, ngay trong đêm ngày 13 và sáng ngày 14 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và bắt giữ Nguyễn Tùng Dương cùng 10 đối tượng trong nhóm của Dương gây ra vụ giết người, gây dối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Tại cơ quan công an, Nguyễn Tùng Dương và 10 đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 14 tháng 9, trong quá trình làm nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn huyện tại chốt kiểm soát dịch trên địa bàn xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tổ công tác của công an huyện Vĩnh Lộc đã phát hiện bắt giữ một đối tượng có lệnh truy nã. Đối tượng bị bắt giữ là Đỗ Văn Tuấn sinh năm 2004 ở xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc. Đây là đối tượng có lệnh truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vĩnh Lộc về tội trộm cắp tài sản. Trước đó vào khoảng tháng 6 năm 2021, Tuấn đã gây ra một vụ trộm cắp tài sản. Khi biết cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội trộm cắp tài sản, Tuấn đã bỏ trốn ra huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đêm ngày 14 tháng 9, Tuấn đã làm các xét nghiệm COVID-19 để đi nhờ xe ô tô của một người quen từ Bắc Ninh về Thanh Hóa. Khi đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 của xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Bản tin 18h30 xin được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Tiền Giang vừa xử phạt 25 triệu đồng đối với công ty sản xuất, thương mại và xuất nhập khẩu ATP, về vi hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Trước đó, khi kiểm tra ô tô tải biển kiểm soát 51D60954 có dấu hiệu vi phạm, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang phát hiện chiếc xe đang vận chuyển tổng cộng 8.125 kg hóa chất dùng để xử lý nước có xuất xứ từ nước ngoài, tổng trị giá hàng hóa hơn 100 triệu đồng. Lô hàng này thuộc sở hữu của công ty sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu ATB có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Hàng hóa được vận chuyển trên xe luồng xanh đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Hậu Giang để bán. Khi qua chốt kiểm soát dịch thì bị phát hiện. Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Dũng ở xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tăng vật thu giữ 1 kg ma túy đá và 4.000 viên ma túy tổng hợp tại cơ quan công an, nguyễn xuân dũng khai nhận ngay sau khi các địa phương trên địa bàn tỉnh nghệ an nới lỏng giãn cách xã hội, dũng đã móc nối với các đối tượng phía bên lào để tiến hành giao dịch tìm cách đưa ma túy về nghệ an tiêu thụ. chiều qua lực lượng chức năng tỉnh nam định đã đột kích kiểm tra phát hiện kho hàng đồ chơi ở huyện vụ bản. tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã ghi nhận hàng chục nghìn sản phẩm đồ chơi trẻ em như súng ống, đồ chơi điều khiển, các loại búp bê để phục vụ thị trường trong dịp tết trung thu sắp tới quản lý kho hàng chưa xuất trình được các giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp của sản phẩm. Trên sản phẩm đều được thể hiện bằng ngôn ngữ nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không có tem chứng nhận hợp quy trên từng sản phẩm. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Bích Diễm, chú tại tỉnh An Giang, cùng đồng bọn về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo kết quả điều tra, Diễm được một người đàn ông ở Campuchia thuê vận chuyển ma túy từ Campuchia đến Thành phố Hồ Chí Minh với tiền công 1.000 đô la Mỹ. Sau đó Diễm thuê thêm hai đối tượng khác cùng tham gia. Cả ba người đã nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ ba người này tại khu vực thuộc địa bàn huyện An Phú, thu giữ hơn 33 kg ma túy tổng hợp. Từ lấy khai của Diễm, lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng khác tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh và giữ thêm gần 1 kg ma túy. Sáng qua lực lượng hải quan tiến hành kiểm tra 15 kiện hàng có dấu hiệu vi phạm tại kho hàng ở thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Phát hiện thu giữ hơn 60.000 viên thuốc được dùng trong điều trị COVID-19. Hàng hóa vi phạm được nhập khẩu từ Ấn Độ về sân bay quốc tế Nội Bài và được ngụy trang dưới hình thức quà biếu, quà tặng được gửi theo loại hình chuyển phát nhanh. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18 30 tại địa chỉ website truyền hình thanh vn Thông tin, phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18 giờ 30 gmail com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888 253636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18 30 của Đài Phát Thanh và truyền hình thanh hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.